Nam Thư, Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ do gia đình Việt. Trước khi vào chương trình thì Quyền Linh xin thông báo tin vui, đó là cặp đôi Tuấn Anh và Vũ Thị Duyên đã đăng ký kết hôn với nhau. Nam Thư có biết rằng là cái cặp đó thế này nó dễ thương lắm. Dạ. Bạn nó chạy rap ha, còn bạn gái á thì bạn ấy có một cái lẵng hoa bằng rau đó tặng cho bạn trai rất là dễ thương. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. Rồi các loài hoa nè. Em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À. Sau khi chương trình kết thúc chỉ có mấy tháng sau thôi, các bạn đã làm đám hỏi rồi. Chúc mừng nha. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chúc cho hai bạn răng long đầu bạc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Không có thích cao cho bao đẹp trai, cho bao đẹp trai dễ lăng nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi run đúng không? Để bên nam giới thiệu trước cho mình đỡ run ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt. Sinh 1975. Nghề nghiệp tài xế lái container. Hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ, quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ, xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thiều Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ bên tai em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu, người ta nói ăn được ngủ được là tiên mà, không có gì hết. Bên đàn trai anh ơi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm, biết nấu ăn. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay giống như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003 tôi có quen một người được 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều đúng vợ rồi không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Nguyễn Linh. Mang tiếng thôi, một vài dạ, người có nhiều rồi. Vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ. Mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lả lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn?
không có thích cao to, to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách thì phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao, cao hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn giống anh bài. Giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi, từ đó vậy sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà, đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, vậy à. Vòng vòng thôi hả? À. Chạy các khu công nghiệp thôi. À, đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặc trưng, gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn nghe chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói đi, nha. Nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà, bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc, tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít ít. Nhưng ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó, nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình à. Mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm ràm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi. Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tim đường. Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nhăng. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã biết từng quen, biết hết. Không ai dám đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à. Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây á, là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị.
Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ, chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À, vậy bây là gốc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. À, chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là Việt rất là vui vẻ, nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là có một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Quế luôn, mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không cô Tư? Cô Tư thấy cũng được ha. Anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm. Nên bấm. Rồi vậy được rồi. Thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước xe, rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ sao không lạ? Giờ đọc giờ lạ luôn ha. Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được. Còn không có đem công theo. Cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau. Và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời mở rào. Quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo cái giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mày muốn xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho dòm chút nha. Lái xe không phải nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh cũng kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Cũng hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hậu như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ. Dạ. Dạ. Cho nên dạ, không, ấy nói là em có cái giống như tiếng sét người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp nếu mình bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách nhưng anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi, có hồi đổ nè. Nãy giờ bún gầm liền đúng không? Bún gầm liền. Rung động liền đó. Đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc: khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả, còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Thế bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn mình lên đây chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi em giữ tiền đi ha, còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi thiệt. Và phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình, con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn, nói chị. À, dạ cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai con gái em đều thích hết anh. À, giống dạ. Anh rồi đó. À, anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ôi dữ dạ. Vậy hả? Ba đứa chứ có nếu chị, mà anh có điều em. Kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh chị của em á
là nãy giờ Lâm có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á, anh này nọ đó, thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi, kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không anh, em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa vậy? Anh phải thực sự yêu thương chị của em. Không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận tư em tìm anh luôn á. Rồi rồi. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Quỳ Linh. Kiếm Quỳ Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh hôn được. Sợ quá. Trời, anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn cũng xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh không nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ không trên tóc anh. Không mà tao hung nó không chịu. Ừ, không chịu đúng rồi kìa. Anh còn định hung môi nữa đó. Đừng rung. Anh nắm tay nè, không có rung đâu ha. Đừng rung. Có anh là không ra đâu ha. Rồi, hung. Yeah. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ thì cũng có, nói chung là em run lắm. Đúng rồi. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Có điều kiện đến đó xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Chương trình xin gửi tặng các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Và đây là máy nước nóng thương hiệu Senton đó, từ Malaysia, đến xin gửi anh chị bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu tiên đó, tổng giá trị 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc mát TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Rồi chị. Rồi chàng trai bảo vệ theo sau. Đó, đi chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Ưu điểm của em là ăn nhiều. Ăn nhiều. Một người con gái dễ thương. Gái nào cũng dễ thương. Em không thích cái tính gì của đàn ông? Em không thích con trai hút thuốc ở dơ. Có hơi dơ không? Sẽ chứ. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Nam Thư, em chào anh Quyền Linh. Rồi, cùng tất cả em. Khán giả trong trường quay. Khoan, mình ngồi xuống đã, đợi bạn Nam ra đã nha. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi em. Dạ.
Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trang, em đến từ Quảng Bình, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng ạ. Em làm công việc ở đâu Trang? Dạ, em làm công việc ở quận 12 này ạ. Làm cái gì Trang? Dạ, làm bên nhân viên văn phòng kế toán ạ. Nào, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia. Và cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay và cùng toàn thể quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ ạ. Em tên là Phạm Đình Hoàng, năm nay em 27 tuổi và đang công tác tại công ty Mai Linh. Em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Hải Dương anh ạ. Hải Dương hả? Dạ. Rồi bạn gái nói chút về khuyết điểm và ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là ăn nhiều ạ. Ăn nhiều. Với lại em có tính tự lập từ nhỏ. Nhược điểm của em là dễ khóc, dễ tin người ạ. Mời bạn trai mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng và có chí tiến thủ trong công việc, có thể làm các công việc trong gia đình, nói chung là mẫu người đàn ông của gia đình. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình là chính thức anh ạ. Mối tình lâu nhất của em là bao nhiêu năm? Dạ, mối tình lâu nhất của em là gần 2 năm anh ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ, vì bạn gái có lý do đặc biệt về bên gia đình, thế nên là hai bạn không thể tiến tới đi xa được anh ạ. Lý do gì? Lý do gì là đặc biệt? Lý do mà bạn ấy phải về quê mà chăm sóc bố. Lý do về quê xong mình muốn theo về quê luôn nếu mình yêu. Em thì hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ. Thế nên là không có theo bạn gái về. Nghĩa là xa mà cách lòng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy còn Trang, tình trường em sao nè? Dạ, em có một mối tình ạ. Mối tình đó là mình quen trong bao lâu? Dạ gần 3 năm. 3 năm rồi sao chia tay? Dạ hai đứa không hợp. Dạ là người ta lăng nhăng ạ. À, yêu bao lâu thì em mới phát hiện ra đối tượng kia lăng nhăng? Dạ yêu nửa năm là phát hiện ra. Xong rồi em tha thứ rồi người ta lại tiếp tục lăng nhăng ạ. Xong rồi em quyết định thôi dứt. Khuyết điểm của em dễ tin người là hoàn toàn chính xác. Dạ. Không, nhưng mà thực sự phụ nữ mà khi mà yêu thì cái sự mà tha thứ nó khủng khiếp lắm, bỏ qua được tất cả. Vậy thì cái mẫu đàn ông hiện tại bây giờ em mong muốn là gì? Dạ, cái mẫu đàn ông hiện tại của em mong muốn là thủy chung, trung thực. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Dạ không, em không có mẫu hình lý tưởng nào hết ạ. Rồi, còn bạn trai, bạn muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng bạn gái của em là một người con gái dễ thương và... Gái nào cũng dễ thương. Và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Ừ. Có một công việc ổn định. Ba cái đó cô gái thì có hết, tôi chưa coi mắt mà tôi biết có hết rồi đó. Còn gì khó hơn nữa không? À, khó hơn thì là nếu mà được thì là mẫu người phụ nữ của gia đình. Gia đình. Mẫu người con gái nào cũng hướng tới gia đình hết mà. Ừ. Mình không thể nào nói chung chung dạ, thì được. Chị ạ. À, chào cưng. Dạ. Không có nói chung chung được. Mình phải thực sự biết cái mẫu người mình muốn là gì. Dạ. Ai cũng có một cái mẫu chuẩn riêng hết. Dạ. Về ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị ạ. Ừ. Dạ. Rồi làm văn phòng hả? Dạ vâng ạ. Trong văn phòng chắc cũng nhiều bạn đồng nghiệp xinh gái chứ hả? Dạ, hiện tại văn phòng của em đang làm thì là đa số là có gia đình hết rồi chị ạ. À. Dạ. Nói chung mẫu của đàn ông ở đây là quan điểm là về gia đình thôi là được rồi. Dạ. Bên đây là hiền từ lắm, không có yêu cầu gì cao đâu. Em chung thủy không? Dạ chung thủy chị ạ. Thấy hiền. Tự khẳng định câu nói với bạn thân mình là chung thủy đúng không? Dạ vâng đúng rồi. À. Đàn trai lúc nào cũng chung thủy được. Trời ơi làm như vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rất vào đàn ông là rất nhiều đó chứ. Phải không? Thì cái cô này đúng không em? Đó, bên này đã gặp một người đã từng ngoại tình nên bây giờ cái gì cái đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải chung thủy. Bao chung thủy, tôi thấy đàn trai đây hiền rồi đó. Bao chung thủy. Để qua coi đàn gái thế nào nha em trai. Dạ. Ô, thấy rồi, dễ thương quá. Em trai bên đây cũng hiền từ lắm, mặt cũng rất là sáng ha. Vấn đề chỗ là gì? Em lo không chung thủy hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ thí dụ như một người đàn ông chung thủy, theo em nhìn họ là người thế nào? Cảm nhận của em là người chung thủy là họ biết quan tâm, lúc nào cũng lo lắng cho mình, lúc nào mình cần thì người ta cũng sẵn sàng với bên cạnh mình. Cũng chưa chắc, có những người rất quan tâm, rất lo lắng, nhưng đôi khi không chung thủy nữa. Không, vậy thì phải thêm một chi tiết nữa em, là người đó luôn rõ ràng về các mối quan hệ và các mối quan hệ. À, em không thích cái tính gì của đàn ông? Em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có không? Dạ không anh. Không có. Không thích con trai ở dơ. Có dơ không? Sạch sẽ không? Sạch sẽ chứ. Dọn dẹp trong nhà sạch sẽ không? Ok hết anh. Đó thấy chưa, trời ơi thằng trai ngon. Thôi anh thấy cô gái dễ thương đó em trai. Hôm nay Trang tới với chương trình em đi với ai?
Dạ em đi với bạn thân của em. Dạ em chào chị ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em tên gì mình giới thiệu? Em tên Nhi ạ. Em cảm nhận như thế nào về bạn trai bên kia? Dạ bạn trai bên đây thì em thấy hiền, nói chuyện nhẹ nhàng. Đẹp trai không? Đẹp trai à, đẹp trai. Có thấy hợp với Trang không? Dạ em thấy cũng hợp với bạn Trang. Bạn Trang thì tốt bụng, dễ gần. Theo em thì hai bạn nên bấm nút hẹn hò chứ hả? Dạ hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Em thấy hai bạn có nhiều điểm hợp nhau. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và chị gái ạ. Anh trai chị gái, mời đại diện đằng trai đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư cùng toàn thể quý vị khán giả. Tôi là Hào, anh của Hoàng. Trước hết thì tôi cũng xin nói với bạn gái về tính cách của Hoàng á, thì Hoàng có những cái ưu điểm. Cái thứ nhất là sống rất là nhiệt tình, chăm chỉ. Bên cạnh đấy là nếu mà nói về vấn đề chung thủy á, thì bạn gái hoàn toàn yên tâm. Thế là tôi khẳng định cho cái điều đó. Hoàng ạ, em gái bên này thì cũng nhỏ nhắn, dễ thương. Thì nếu mà qua cái chương trình này mà hai em có bấm nút để hẹn hò thì đây là một cái cơ hội cho em đấy anh nhất. Rồi cảm ơn anh trai. Dạ cảm ơn anh. Thấy em gái tin chưa, khẳng định của anh trai luôn, chung thủy nha. Mà em thấy hai bạn này hợp, hợp từ cái tên là hợp rồi. Đứa Trang đứa Hoàng, về Trang Hoàng. Được á, mở rào cho Trang Hoàng gặp nhau nè. Tên gặp mặt anh có món quà tặng em ạ. Anh em có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em ạ. Chào em ạ. Em chào anh. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Xinh xắn. Trước khi hàng rào mà chưa mở ấy, thì anh có cảm nghĩ là cái giọng của em rất là dễ nghe và dễ gây thiện cảm. Khi mà mở ra thì anh lại thấy cả thanh và cả sắc không viện toàn ạ. Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Em có hay đi chơi không ạ? Dạ có. Khi mình quen nhau thì không biết em sắp xếp được những buổi nào trong tuần? Dạ nếu mà được thì em cũng có thể sắp xếp em, tại em đang học tiếng Nhật á. Em gái thấy chàng trai thế nào? Dạ em thấy bạn trai cũng dễ gần, hòa đồng, cũng ngoại hình cũng được ạ. Cảm ơn em. Em thì hát không có hay, nhưng mà đến với chương trình thì em cũng tặng bạn gái cùng chương trình một đoạn bài hát do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Bài hát mang tên Thao Thức Về Em ạ. Trời ơi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là được mãi mãi gần em. Hay quá, dễ thương. Đến đây thì chương trình tạo điều kiện cho chúng mình gặp nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Thì anh hy vọng chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để anh có thể tìm hiểu, hợp nhau thì tiến xa hơn. Dạ. Chà, thế thì... Thì sao? Bây giờ nói thật nè, em thích điều gì nhất ở cô gái đối diện? Dạ xinh xắn ạ. Cái gì ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất có giọng nói truyền cảm. Dạ nhiều lắm chị. Em ấn tượng về ảnh là gì? Em thấy khuôn mặt cũng phúc hậu ạ. Anh hiền lành nữa ha. Hiền lành. Hai đứa nếu như mà đăng ký kết hôn với nhau thì chúng ta sẽ tính tương lai thế nào? Nếu mà hai đứa hai chúng mình hợp nhau thì khoảng một năm có thể tiến tới hôn nhân. Tiền bạc về kinh tế ai giữ? Tiền bạc thì em không phải là người giữ tiền bạc giỏi, vậy nên sẽ để phụ nữ giữ sẽ tốt nhất ạ. Quan điểm con cái trai gái nói luôn đi. Con cái thì là trời cho đấy, trai gái đều được hết ạ. Hết thời gian rồi. Hãy cảm nhận đây là giây phút
chúng ta trao duyên với nhau, bấm nút bằng cả trái tim của mình nha. Chúng ta cảm giác rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Có bấm không? Oh. Thì nắm tay nhau đi. Ai ơi, nắm trước rồi. Xin phép bên đàn gái mình hung cái hung đầu tiên. Dạ, em xin phép chị ạ. Cho... cho em gì? Anh xin phép em hung cái. Trời ơi, nghe cái chất luôn vậy đó. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Và đây, chương trình xin gửi tặng các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Và tiếp theo là món quà từ thương hiệu máy nước nóng Senston nhập khẩu từ Malaysia xin gửi tặng cho các bạn. Và đây là bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, trị giá tới 7 triệu đồng nha, xin gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, xin chúc các bạn sẽ sớm có tin vui nha. Rồi, mời các bạn. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. À, bởi như thường lệ, chúng tôi sẽ có những chương trình làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp. Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nửa yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha. Và bây giờ là cái phần quà dành cho khán giả tại phim trường. Chúng ta sẽ bốc thăm. Và khán giả nào may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện từ thương hiệu Akino trị giá là 350.000 đồng. Ba mươi ba có người rồi, xin mời bạn tiến lên sân khấu, xin chúc mừng cho bạn. Rồi đây rồi. Một phần quà nồi cơm điện Akino 33. Cảm ơn bạn. Vậy nấu cơm ăn nha. Trời, nhỏ chút xíu con à. Như vậy là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã hết thời gian phát sóng. Hẹn gặp lại quý vị vào 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ cho chương trình. Xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Còn bây giờ, Nam Thư và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin chào.